quá rồi. Bây giờ một sân khấu rất là ân cúng. Rồi tập trung nghe nha. Cho tụi con chụp hình thoải mái luôn, nhưng mà phải chụp đẹp đó, xấu không đẹp nha. Kính thưa quý vị phụ huynh, thay mặt cho trước hết cho nhà trường và thay mặt cho tập thể lớp 5-3, tôi gửi lời tới lời chân tình nhất chúc các vị phụ huynh thật nhiều sức khỏe, và gửi tới lời cảm ơn chia sẻ cùng các anh chị đã cùng chúng tôi, các em học sinh, đồng hành suốt một năm. Thật là những cái khoảnh khắc và kỷ niệm rất là khó phai. Xin một lần nữa, thay mặt cho nhà trường, chúng tôi gửi lời cảm ơn tri ân tới phụ huynh một lần thật là chân tình. Cảm ơn ạ. Rồi, bây giờ tới các em học sinh.